Làm hết rồi, tầm năm tầm này ngày tuổi là phải làm hết rồi. Kể rồi không bán cho anh vẫn phải làm. Đúng. Ủa anh phi từ Hải Dương lên à? Mấy đoán đi, anh đoán đi xong cân luôn. đây trước thì là 2-3 cân. Ủa? Anh đoán thế bao nhiêu cân? 4 cân hả? Anh được phát biểu thì phát cho anh chị biết. Anh chị bảo 2 cân. 2 cân thì để ô tô đấy nhá. Loại này so với cái dòng con giống là sẽ chắc rồi đấy, em nói hai chị đi. Bọn em bán con nó chỉ bằng nửa này thôi. Nhưng mà mình mua về mục đích gì? Nuôi nuôi thịt con thì quá 20 con à? 20 con còn 20 con, 20 con là anh ấy anh đóng cho em để anh em mình chuyển xuống cho lên trên trên Hà Giang. Anh đóng 2 con một trống một mái được ạ. À, quý vị các bạn có thể thấy đây là con đà điểu nó rơi vào tầm 5 cân, à, các bạn mua trên giá giống là khoảng trên 2 triệu, à, cơ sở mình thì cũng ốm sẵn và tiêm các thứ rồi. Các bạn muốn mua những con đà điểu như này hãy gọi vào số 0163 5305982 để được chọn những con đà điểu. Bắt ô tô lên mua đà điểu. Nhiều con đẻ thì một con trống nó bới bới lại nó ấp. Nhưng mà có phải là nó khoảng 3-4 ngày nó đẻ một quả. Quả có còn mấy cân đấy? Quả của nó hơn cân cân 8. Đây này. Mới đẻ. Có bán cả trứng rồi về ăn. Đúng rồi, trứng một quả trứng thì cả nhà ăn. Nhưng mà này nó ấp bao nhiêu ngày hả? Ấp thì thường là bạn cho máy ấp nó điều chỉnh nhiệt độ muốn. Để lâu chưa? Hơn tuần để ngoài mới thôi. Nó nổ nổ. Đánh số, đánh dấu, ký hiệu. Đánh chỗ rồi ạ. Và lấy ấp soi phôi. À, không phôi. Trong bao nhiêu ngày ấy, nó phải lộn thì chú nó dòng trứng ra con là nó như thế. Anh mà chở cái loại này thì anh phải dùng ô tô tải đây, đơm được mấy con này là được đấy anh, mấy con này là nó bánh trẻ này. Đấy, chơi 15 con này mới 10 con này với 10 con kia chị ạ. Mình hai lô ra cho nó dễ. Loại này là ăn chắc này. Không lại được đâu, nó bứt hết. Dê bò các kiểu. Anh em có công nhân như là làm hết à? Ông nó làm cán bộ ở trung tâm đấy. Đấy, như cái loại 15 con loại nhỏ nhỏ này anh bắt là tầm 2 triệu rưỡi là đẹp rồi. Về là ăn chắc mặc bền đấy.
mình cho nó gì ạ? Tàu mẫu thì nuôi sinh vật cảnh là khối thứ nuôi công chỉ này. Anh có con ôi cứ làm 10 con nọ 10 con kia. Cả loại này mình không bỏ chở được, không? Con loại bên kia nó đóng vào mấy hộp rồi. Không, không, đóng hộp thế nào được? Phải chở thùng xe cả. Mấy hộp thì bé có con như thế nào? Thấm là loại này này. Này anh thực xem có ấy nào thì gọi hộ phát. Đúng rồi, nó phải phù hợp tài chính. Gọi hộ anh cái. Thì xe này là bọn em chả có được cái gì đâu, chỉ có gọi hộ thôi. Không, đang nói là giá cả từ đây này. Bọn này mấy cân? 5 7 7 8 9 10 thì người nuôi ngày nào thì phải tính thêm ngày đấy. Bên này là 2,5 triệu. Vâng, bên đây 2,5 triệu. To hơn thì mình về không phải nuôi mà nó lại độ rủi ro nó lại ít hơn. Thì những con này nó khỏe, nó nhanh như này cơ mà anh. Con đàn này là to nhất đấy. Đàn này có bao nhiêu con? Đàn này có 31 con. Giờ con đang chán. Lúc nào nó chở? Con chán không được. Thì em mua 2 con chán cắm ngô. Sau đó ăn cắm ngô. Ngoài 3 tháng thì cắm ngô. Thế bây giờ anh cho ăn cắm gì? Cho ăn cắm gà. Cắm gà. Thế cho ăn rau chưa? Ăn rau từ bé. Rau, riêng rau phải cho ăn từ bé. Thì nó thích nghi được. Rau này các loại cỏ. Cái bản chất của nó là cứ một rau cỏ là nó ăn được mà. Cỏ, thành cỏ là cũng thành cỏ. Giá cả là anh thì cân đối cho em để em bắt 20 con này. Vâng đấy, kể cả anh không bắt người ta cũng đặt cái con này. Bắt cái đàn mà nó bé quá thì mình không thích. Người tay cũng ít. Em nói anh tầm này là khan đấy, không phải là ấy đâu. Lý do làm sao mà xe đấy rất là xa, nên là em biết là nếu mà con bé thì bọn em trở về nó đỡ đi. Bây giờ được con bé thì cả con này anh cũng không để vào cốp được. Cứ thùng giấy cho vào là không được. Thùng giấy làm sao không được. Đi đường xa. Nó hỏng mất cái con này có 2 chân đi lên nên nó có phải là như con lợn nó đấy mà mình cố định nó được đâu. Nó dãy thế là nó con nó đạp vào con kia. Đấy cái tập tính của nó thế. Cho nên là bọn này này nuôi càng đông đàn thì càng dễ nuôi mà càng ít con thì càng khó nuôi bởi vì là nó không chịu ăn, nó cứ chạy mà ăn cám nhưng mà nó cứ ra đây nó chơi ăn nên phải cho ăn rau không có nó ăn tinh này. Cái xe tấn anh ăn con xe năm tạ xe năm tạ bằng trước xe tấn 25. Anh gọi xe tấn 25 cho nó rộng rãi thoải mái đảm bảo cho các anh chị về luôn. Đằng nào nó cũng chuyển bánh. Xong là quen biết rồi, sang năm có nhu cầu có khi là chỉ trên điện thoại thôi. Đúng rồi, bọn em chuyển xuống cho. Cứ đúng bao nhiêu cân, đúng như ngày tuổi là được. Con giống con má thì chỉ nói ngày tuổi với cân là biết rồi. Dê. Tâm con dê bò. Anh ơi đi vào cảm ơn.
Con thích được nuôi dê không ạ? Chị Hậu! Chị Hậu! Hộ em dồn em vào. Mưa rồi phải cho vào. Quýt quýt. Cái đàn to này thì mưa mà kệ. Con nghe trong hai lô này có bọn người. Ồ, quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình xin chia sẻ một cái mô hình nuôi dê ở trang trại tại gia đình nhà mình. Thì đây là một cái chuồng, các bạn nhìn thấy là đây là bờ lô, đây là lưới bắt cáo, đây là máng bằng tôn để cho dê ăn. Một cái thể tích như này là chiều dài khoảng tầm 5m, chiều rộng khoảng 2,5m. Và các bạn làm sàn gỗ như thế này, mắt thương như này. Và đây là gia đình nhà dê. Đấy, đây các bạn nhìn thấy dê thì các bạn làm chiều từ sàn lên đến cái đây là khoảng tầm 20 phân để các bạn tiện cào phân ra. Dê là nó rơi phân và rơi lông rất nhiều. Các bạn có thể thấy là đây là những chú dê, những con dê dê đực, rồi những con dê mái. Thì đây là những con đấy các bạn làm sàn như thế này, dê nó sẽ đây, như đây là những con dê trưởng thành. Đó. Đây là con dê con. Các bạn thân mến, các bạn có thể liên hệ cho bên cơ sở trại dê của mình và anh em nhà mình 01 63 53 05 982. Các bạn có thể làm cái chuồng theo cái mô hình như thế này. Nếu mà các bạn hàn sắt xong như này là tuyệt vời, máng như thế này. Đó, máng sắt đây. Các bạn uấn nhãn nhụ như thế này bắn vào. Thì đây là những con dê mà các bạn có thể thấy là chúng rất là thân thiện. Và sàn các bạn làm như thế này. Đó. Cái thanh gỗ cái sàn các bạn làm hình hộp, bề ngang khoảng 3 phân, bề dày khoảng 2 phân. Đó. Mà trên mái này các bạn làm tôn xốp chống nóng. Chuồng thì các bạn làm như thế này. Chỉ cần thế thôi. Thì với cái nhu cầu bây giờ thì bên mình có cả sữa tươi dê. Các bạn có thể liên hệ mình gửi qua hệ thống nhà xe, chuyển phát tận nơi. Hoặc là dê giống, dê cà, dê đực, dê hậu bị, dê bánh tẻ. Đang chuẩn bị trưởng, chuẩn bị phôi giống. Đây là con dê đực. Đó. Các bạn nhìn thấy nó chưa? Đó, đây là cỏ này. Đấy. Nhờ các bạn có nhu cầu mua tất cả những sản phẩm từ thịt dê, dê thịt hay là sữa dê hay là dê giống hay là dê cà hay là dê con, dê hậu bị, dê bố mẹ, các bạn có thể liên hệ cho bên cơ sở mình để được tư vấn trực tiếp và để đặt được những cái món hàng mà các bạn mong muốn. Các bạn thân mến, cái kênh của mình là chuyên về chim cu gáy và đà điểu và con dê tại địa phương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể lên tham quan và mua giống của bên mình. Số điện thoại của mình đăng ký Zalo cũng như là liên hệ 01 63 53 05 982. Các bạn hãy tìm đến một cái địa chỉ rất là tin cậy, rất là uy tín. Các bạn thấy là đây là trang trại của bên anh em chúng mình, cỏ là diện tích là 3 ha đó, trang trại. Các bạn có thấy là rất là đầy đủ về cái diện tích cũng như là cái mô hình mình xây dựng.
Các bạn có thể đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận những cái video về cây giống và con giống. Hy vọng rằng ở tại miền núi Ba Vì, quê hương chúng tôi sẽ cung cấp được những cây giống, con giống đặc sản ở Ba Vì và những cái màu sắc ở Ba Vì sẽ được nhân bản và được chia sẻ trên tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin nhớ rằng hãy gọi 0163530982, 0163530982 để được chi tiết hơn. Đấy, chị nhúc con nào thì chị nhúc đi, anh nhúc con nào nhúc đi, không là về lại bảo không, mình không được chọn. Loại này mua về thì quá yên tâm luôn, chỉ có ăn mà lớn, không có gì cả. Đấy, còn đấy, cứ tung cánh lùa. Sao? Chị làm này là chắc ăn đồng đều. Đây này, con trong đấy, đây này con giữa này anh, hai con đấy luôn, con giữa này chị, đấy, kìa con, đấy con ngoài nhất đấy anh, con đấy đẹp. Nói chung là đây, chị bắt tầm này thì kiểu gì tỷ lệ là 50-50, chả đi đâu mà ấy được cả. Thậm chí còn hơn. Hôm nay thả ra bãi rau rền đấy. Đây về có 2 tiếng rưỡi Hải Dương, có cái gì đâu. 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là xong. Đi xe này là quá yên tâm rồi. Mua cái loại này 15 cân. Giải cát rồi. Anh kiểm hàng đi. Anh vào anh tách đưa hai lửa ra anh đếm cho nó chắc ăn. Anh nên đi kiểm đi. Bông kệ nó ngồi xuống kệ nó. Mình lên thì nó lại chạy dồn vào. Đúng rồi. Tầm này là chị chỉ có ăn và lớn thôi, không phải làm gì nữa đâu. Làm lưới liếc các cột chứ, cẩn thận đừng để nó lao, nó ngã hay là nó vấp vào cái gì nó ấy khèo thôi. Rồi. Tránh tiếng động, tiếng động sợ chạy loạn. Đấy. Không, cát này là được. Còn cho em ba con nhỏ nữa. Ba con nhỏ rồi anh ơi. Nhỏ để vào cái thùng xốp đi. Ba nhỏ ở cái ô ngoài này anh. Cái loại 5 cân đấy. Để vào hai cái thùng xốp, à một thùng xốp là đủ. Để vào đấy là được. Không phải là ngăn ra nhỉ? Ngăn ra.
Hả? Ngăn ra con nhỏ để thùng xốp được anh. Nó to gấp đôi mà. Ngăn ra nhỉ, cái đó chả có gì. Anh có cái thùng nào to nó không nhảng qua là được mà. Thì là cái ấy này. Nó không nhảng qua thì bọn to nó không nhảng vào được mà nó không nhảng ra được. Đấy như này là không ra được đâu. Nhưng mà có cái gì đậy lên. Đúng rồi. Bắt. Đây. Anh cứ ra bắt ta gòn đi. Có cái gì đâu mà. Phát rồi đó. Tiến này, tiến xe lên đi. Mệt à? Phản xạ của nó là ngồi xuống cũng là để tránh kẻ thù.